chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một chiếc bếp gồm có 4 bếp nấu, được thiết kế theo kiểu âm như chúng ta có thể thấy ở đây ha. Ở đây thì chúng ta là sử dụng dạng bếp từ và được kết hợp gồm có 4 vùng nấu, và ở đây chúng ta cũng có thể kết hợp hai vùng nấu lại với nhau để mà mình sử dụng những cái nồi hoặc là cái chảo kiểu hình chữ nhật dài để mà sử dụng. Thì tất nhiên vì là được thiết kế kiểu âm cho nên là mặt kính cũng không có quá dày và cũng giúp cho việc vệ sinh hay là tạo nên cái nét đẹp thẩm mỹ cho cái không gian nhà bếp của mình. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái bảng điều khiển bằng cảm ứng mà chúng ta có thể điều chỉnh cho từng vùng nấu hoặc là kết hợp chúng với nhau. Thì ngoài ra vẫn sẽ có thêm cái chế độ hẹn giờ tắt bếp hoặc là chế độ khóa an toàn cho trẻ em. Bếp từ thì chúng ta cũng sẽ có thêm chức năng booster, có nghĩa là nấu nhanh để mà tăng hiệu suất nấu nướng khi mà chúng ta cần nấu một món nào đó nhanh, hoặc là sử dụng chức năng cảm biến nhận diện nồi, cho nên các bạn cần lưu ý trong quá trình sử dụng bếp từ này nhé. Rồi tiếp theo nữa, đi kèm chung thì chúng ta cũng sẽ có thêm một chiếc máy hút mùi áp tường. Thì chắc hẳn là các bạn cũng cảm thấy rất là đặc biệt giống như mình, bởi vì chiếc máy hút mùi áp tường này được thiết kế theo một cái kiểu mới, và hơn nữa cũng sử dụng cái màu rất là lạ, đó là màu sắc rỉ. Thì sản phẩm này điều khiển bằng cảm ứng và có remote đi kèm, sức hút của nó là 850 mét khối trên giờ và độ ồn là 58 decibel và công suất là 90W. Ở đây cái tiết diện hút đó, nó sẽ có 3 tiết diện là 1, 2 và 3 để mà có thể hút toàn bộ cái mùi khói ở trong cái căn bếp của mình. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm hai đèn như các bạn có thể thấy. Thì mình có thể là sẽ điều chỉnh bằng cái chế độ cảm ứng ở đây, hoặc là sẽ cầm remote để mà điều chỉnh để có thể có giá tốt nhất, và cũng như là biết được thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm này. Chần chừ gì mà không, click ngay vào link phía dưới nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người vào một video sau.